nuôi được. Tí nữa đi uống nước nhỉ. Nước nuôi. Ôi bỏ mẹ rồi. Ngon ăn quá thì mẹ đéo được. Ngon ăn quá đéo được. Nào về bán trên này phải mời các anh uống nước nữa. Đi. Từ bỏ tay anh chặt. Để em mẹ quay phim lại nhá. Anh cứ chặt đi. Đấy. Để em quảng cáo mày, cây này em bán độ chục củ thôi. Đấy, em báo cáo bác, hôm nay ở trong Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ 18 Hoàng Quốc Việt, anh em chặt cái cây si bám vào tường, nó vui vui giải trí các bác. Buổi chiều hôm nay nó cũng có tí rảnh rảnh. Đấy, to lắm đấy các bạn. Đây này, si quả có lẽ là si trắng các bạn, nhưng mà nhiều quả lắm. Rồi, quả này to dã man, nhìn trên cao nó vậy to này, quả đấy. Cây này được cái đổ ôm tường, dã mà lấy được cái mảng tường thì đẹp, nhờ mấy anh em lấy giúp. Trong này nhiều lắm các bác, nhưng mà nó ở trên cao ấy, với lại mình không biết ở trên nó có đẹp hay không. Cây này thấp thì nhờ anh em giúp. Đây có một cây nữa, nhưng mà cây này thì chịu, cây này chỉ chơi bóng. Đấy, khủng khiếp. Sướng rồi. Kiếm tiền. Nhưng mà nó có động lực nữa. Quay cảnh cây thiên nhiên đúng không? Nhanh đến chiều nhỉ. Ok. Lấy ít quả này ngâm rượu được đấy. Đúng rồi. Đấy, nó còn chờ lại miếng kìa. Anh Nam có còn cây nào đấy? Có cây. Cây nào? Cái cưa phòng mình đâu nhỉ? Cưa anh cùng ở đâu? À, mang mẹ về rồi sao? Đây. Chặt nó một cái. Đấy. Nó không được xuất sắc, nhưng mà nhìn nó có cái dáng dấp hay hay. Cái này mà bây giờ mà về và xây nguyên một bức tường này úp vào này, so với chậu đẹp. Không đơn giản đâu anh ạ, cứng lắm, bao nhiêu năm tháng. Dễ bỏ cuộc lắm. À, lay lay đấy nhỉ. Quỳnh mẹ dễ đã buông tiếp. Hơn cả cáp. Nếu cảm giác khoai quá thì xuống nước anh nhá. Ố quá lại mệt. Vâng. Thoải mái. Nhìn thế này thôi lấy xuống to lắm ấy. Nắng này mình cho lên mái thì vỡ mồm luôn. Lâu lắm có mua cây nào đâu, vì là nắng quá. Cây này xin trắng được cái nhiều quả lắm. Đấy. Giữa thủ đô, cái cây ở nhà A1 mới đẹp mà dễ ăn. Tí nữa đi khảo sát phát đấy ạ. Nếu mà ăn được thì ngon. Được. Không khó như mình nghĩ. Tao lấy hết cho nó luôn thì mẹ tính nhiều tiền 200 nghìn anh ơi. Ngon rồi. Dễ phết nhỉ. Chứng tỏ là cái tường nó không có lỗ, nó chỉ bám thôi. Anh bừa đấy, đến cáp xong anh chặt cho nó dễ. Đấy, chặt luôn. Ui, bóc luôn này. Độc đáo đấy. Cái này mà búp đỏ thì thôi rồi. Nuôi được. Tí nữa đi uống nước nhỉ. Nước nuôi. Hãy
Ôi giời, bỏ mẹ rồi. Ngon ăn quá, thì mẹ đéo được. Ngon ăn quá, đéo được. Nào về bán trên này, phải mời các anh uống nước nữa. Ôi mời đi. Từ, bỏ tay anh chặt. Tí nữa cứ cho em mượn dao, em cần chặt nữa. Đấy, cái này mét đấy, anh luôn. Hả? Mét. Cái gì? Mét. Đẹp, cái này nhìn đẹp không? Đâu nhỉ? Em nhìn lại cái... Nó chẳng có vệt gì nhỉ? Nó có mỗi cái gốc kia, gốc cũ ấy. Có mỗi cái khe ấy nhỉ? Đấy, là cái gốc cũ. Khe mẹ cũng nghĩ nó xỏ hết vào trong đấy thì làm khó lắm. Mất cái đấy cái là bay luôn nhỉ? Ừ, không mỗi cái đấy đâu. Mét đấy. Đi. Okay. Xong rồi tí nữa em mượn dao để chặt nốt. Ừ, cứ đem ra trước cửa đi, cứ đem ra trước cửa mà. Ôi mẹ nặng phết nhỉ. Vâng. Báu vật đấy. Có cái cưa tốt quá, mọi khi ngày xưa các bác tôi không quản các bác điều kiện nó khác bây giờ ấy. Không có thì đi làm đi, hay để kéo hay để kìm lấy đồ cây ấy, ở cốp xe lắm thì tiện là thấy là vớ là cắt thôi. Nó bệnh nghề nghiệp các bác cứ đi đến đâu thấy xanh xi hoặc là ổi ấy, hay là bất cứ một cái gì hay là để ý, nhất là trên những cái nóc nhà cũ tập thể hay là những cái cơ quan ấy, từ xưa đến giờ chẳng ai động đến. Nhiều lắm, vì các bác nhìn ví dụ như trong viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam ở chỗ 18 học viện, các bác cái không gian nó như này. Từ xưa, từ những năm 6 mấy đến bây giờ, những cái tòa nhà không ai leo lên, nó mọc khắp nơi, nhiều lắm. Có điều mình không phát hiện ra hoặc là mình phát hiện ra thì nó cái chuyện lấy nó là cái chuyện khác các bạn. Nó lích kích mà không nhẽ là mình leo trèo lên mình lấy như là... Thì nó vô lý quá, chỉ không tiện. Mà nhiều chỗ nó leo trèo ra nó khó. Thì đấy, có anh em hôm nay tiện nhờ anh em thôi chứ bao nhiêu năm tháng ở đây rồi còn dám động đến đâu. Không dám, chỉ dám nhìn thấy thôi chứ không nghĩ đến. Đấy, thì bây giờ đây này về đau đầu đấy chứ các bác. Vì là nó to đấy. To đấy. Đình khiếp quá, tí nữa thì dẫn cái đình to. Các bác nhìn đây này, nguyên cái mặt này là úp vào tường này. Lúc đầu nhìn thấy nó ngại chứ các bác, nó nhìn này nhưng mà thực tế nó chẳng bám được cái gì vào tường, có mỗi cái rễ này, cắt đấy thì đứt cái là thôi bong luôn. Đây thì cây này mà về mà xây một cái tường úp nó vào cũng được, thì đổ xuống lại ngóc lên, hoặc là cây có thể làm một cây rừng, nắng rừng này, nắng rừng nắng đổ đều được, siêu được. Thì về tùy điều kiện mà cắt tiếp. Bây giờ trở về mới là cái việc ngại. Các bác mà nắng nóng này đi làm mà cho cái này lên mái thì cũng vất lắm, che chắn. Chuyến cái mùa này các bác nhìn thấy tôi gần đây tôi rất ít khi mua phôi thế. Rất ít khi mua phôi. Giá mà mình có không gian nó rộng như này mà mình chơi cây thì sướng. Tiếp nhà mình chật quá. Thôi cứ nuôi tự nhiên làm cái kỷ niệm quá. Quái quái. Quái quái này thôi. Đây gốc từ đây nó thọng xuống. Xem nào. Nếu mà trồng như này thì lại không được. Trồng thế này thôi. Nguyên án như này thôi. Đây nhìn cái bệ bãi này khiếp. Cái độ nu của nó dã man luôn. Chứ làm tường thì bây giờ chắc không làm được rồi vì lích kích lắm. Nó rất đơn giản nhưng mà lại lích kích. Nếu mà mình sẵn sàng ở quê ấy, thì làm thì nó đơn giản. Xây vài ba viên gạch vào thành cái tường, cho lên chậu, ủ, sơ dừa vào là ok. Đấy, bây giờ trồng. Đấy, thế là hôm nay có cái niềm vui nhỏ nhỏ quá. Nếu mà anh em uống nước và một mình lấy thì không lấy được rồi, nhất là ngại các bác, tự nhiên mà lóp cóp ra đây leo trèo rồi chặt cái cây này nó buồn cười lắm, nhưng có mấy anh em thì lại ra dám làm. Nó lại thành cái chuyện vui. Đấy. Xem là còn cây nào nữa.
Đây, cái cây này. Cây này thì nó chẳng có dáng thế gì cả. Nó cứ thẳng tuột lên. Ok. À đây, xa ra ông anh lại nhặt được cây nhỏ nữa.